Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay ha. Rồi, gần đây mình nhận được một vài bình luận là khi mình chia sẻ những cái dự án trên ứng dụng Camaster, các bạn tải về không được. Bây giờ ngày hôm nay mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách tải đơn giản nhất ha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu. Trước tiên thì các bạn để ý nè, trên cái điện thoại các bạn, cái phần Google Drive nè, đó. Đa phần điện thoại bây giờ, đa phần cái nào nó cũng có cái Google Drive hết trơn nghe các bạn. Rồi, các bạn mới đăng nhập vào Google Drive ha. Tức là đăng nhập bằng những cái tài khoản Gmail giống như các bạn đăng nhập YouTube nè, hoặc là cửa hàng sách lay, hoặc là những cái email. Nó na ná như vậy đó. Rồi các bạn đăng nhập. Xong rồi các bạn thoát ra ha. Rồi các bạn khi các bạn vào kênh của mình xem những cái video của mình á. Rồi, đây là cái video của mình đã chia sẻ nha các bạn. Rồi, các bạn nhấn vào cái chữ xem thêm nè. Đó. Tiếp tục các bạn nhấn vào chữ thêm nè. Rồi ở đây mình chia sẻ hiệu ứng video 19K. Rồi bây giờ các bạn nhấn vào cái đường link dưới dưới đây nha các bạn. Các bạn ấn nhẹ vào nè. Rồi nếu nó đã xuất hiện như thế này, công việc của các bạn là ấn vào mũi tên tải xuống nằm ở phía trên màn hình. Vậy là xong nha các bạn. Rồi hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.